Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông tuyệt vời như vậy trước đây. Để xây dựng được ngôi nhà gỗ ấm áp cho gia đình, dùng hết tiền tiết kiệm để mua cả một ngọn núi, chặt 500 cây vân sam quá khổ, phải mất 4 năm để tự mình thực hiện toàn bộ quá trình. Cuối cùng đã biến một mảnh đất hoang thành thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi. Tiện nghi nội thất thực sự là những kiệt tác nghệ thuật trang phục của Nick hôm nay. Mọi người có thể biết anh ấy sẽ làm gì chỉ trong nháy mắt. Anh ta muốn chặt cả khu rừng, đây là ngọn núi nhà anh ấy, ngôi nhà gỗ lớn nhất cần được xây dựng và cái cây to nhất cần phải chặt bỏ. Mục tiêu của Nick hôm nay, đó là cây vân sam 150 tuổi này. Đường kính rễ của cây vân sam này đạt tới 3 mét. Nick cao khoảng 1,8 mét đứng trên đó, như một người lùn. Tôi thấy Nick nhắc tới cái cưa xích, anh sẽ chặt bỏ cành trái và phải của cái cây lớn. Thân cây vân sam cao và thẳng, cành ít và có cấu trúc mềm, cành vân sam dày như vậy chỉ dày bằng cánh tay. Nó thực sự là một loại vật liệu xây dựng quý hiếm, sử dụng cây vân sam này làm trụ cột cho ngôi nhà của bạn. Tôi sợ những tòa nhà cao tầng sẽ mọc lên từ mặt đất. Tiếp theo anh ấy sẽ chuẩn bị phân đoạn vân sơn, anh ấy dường như không có bất kỳ phản ứng nào cả. Có vẻ như cưa máy của Nick hơi quá mạnh, chỉ cần thực hiện một vết cắt khác ở mặt sau là xong. Cái cây lớn lần lượt được chia thành nhiều phần, chỉ còn lại phần khó khăn nhất của cây là rễ. Bây giờ tôi không biết có thể được cắt được bao nhiêu. Gốc cây sẽ đổ, cảnh báo Nick vào giây phút cuối trước khi đổ, dùng đèn flash của riêng mình, chỉ là một cái cây lớn không hề chuyển động, dường như nó đang nói với Nick bạn có làm được không? Tất nhiên Nick một người đàn ông khỏe mạnh sẽ không từ bỏ. Dùng liên tiếp sức lực của mình mà vẫn không đổ, ngại ghê, Nick đã lâu không dùng nhiều sức, sửa vân sơn bằng xích sắt, đừng quên giải thích rằng đó không phải là mình. Bạn nghe tôi nói nè, tôi đã gắn sợi dây xích vào, một cách vất vả, có lẽ anh cảm thấy cách bào chữa của mình chưa thuyết phục. Im lặng quay lại xe và đẩy cần số, nhìn rễ cây vươn ra mọi hướng, đừng quên phát động một cuộc tấn công tinh thần. Anh đã sợ phải làm việc xung quanh nó, kéo tất cả gỗ ra từng cái một, chỉ một cây vân sam cho ra 8 khúc gỗ, còn phần gốc thì đặt ở đây trước, sẽ thật tuyệt nếu sau này làm một chiếc thất hay thứ gì đó. Anh lôi thân cây đi không quên mượn người nhà, khi ở giữa nghiệm thiên nhiên, nó cũng có thể giúp bạn thư giãn. Những ngày tiếp theo, Nick dần dần thu thập hàng trăm cây vân sam, trước đó anh đã mua luôn toàn bộ ngọn núi, nếu không với cách cắt này có lẽ anh sẽ bị mắc kẹt trong. Lý do tại sao anh không thu thập gỗ vào mùa xuân và mùa hè? Bởi vì từ mùa đông đến mùa xuân, gỗ thay đổi theo nhiệt độ và độ ẩm, vỏ cây dễ bong ra hơn sau mùa xuân, đồng thời giảm thiểu hiện tượng nứt gỗ do kích thước lớn của gỗ. Nick đã xây dựng một hệ thống đường sắt cho gỗ, nó giúp Nick tiết kiệm rất nhiều năng lượng. Chỉ cần sùa, Nick phải mất một tháng, nhưng trong môi trường như vậy, bọc vỏ cây sẽ coi là thú vui trong tương lai. Ở Slovenia đã là tháng 4 rồi, bởi vì tuyết rơi dày đặc dường như đã quay trở lại mùa đông. Hôm nay là ngày Nick bắt đầu xây dựng, để đào móng tốt hơn, anh ấy thậm chí còn đến Lan Hương để học một số kỹ thuật. Tôi đã cho anh họ tôi xem bằng tốt nghiệp của anh ấy. Nhân tiện bảo anh họ của tôi biểu diễn một đoạn gen kung fu đã học, chỉ đến lúc đó anh họ của anh mới đồng ý cho anh mượn chiếc máy xúc. Các cột chịu lực của nhà phải đồng đều về độ cao. Anh ấy phải sử dụng ống nước để thay thế, đánh dấu trên que và chuẩn bị nguyên liệu. Anh quay lại xưởng và hàn một số khung thép, làm một số hộp gỗ từ ván gỗ, mua cái khác, máy trộn cũ và một ít xi măng, đổ xi măng vào hố, ném một vài viên đá và tiết kiệm chi phí. Chèn các thanh thép hàn vào khung gỗ, chèn một thanh cốt thép khác vào giữa. Xi măng được làm theo cách này có khả năng chịu tải và không thấm nước. Nó cũng bất khả xâm phạm. Sau một đêm nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đến lượt gỗ vào chợ. Đơn giản chỉ cần cắt 3 khúc gỗ bằng cưa xích, chèn một kết nối vít hình chữ nhật, siết chặt các đai ốc và nâng khung tam giác bằng máy kéo. Đóng đinh vài thanh ngang, một dàn giáo rất vững chắc sẽ làm được điều đó. Sử dụng máy khoan điện để khoan lỗ trên nhiều khúc gỗ. Chèn một thanh thép để kết nối các bên, đã sửa trên 4 cột hỗ trợ, đặt một số bu lông trên thân chính, kéo sợi dây lụa dầu lên. Anh có một chiếc cần cầu thủ công, nó có thể dễ dàng nâng những khúc gỗ nặng vài nghìn kg. Cuối cùng cũng đến công đoạn thi công đồ gỗ, cắt khúc gỗ làm đôi bằng cưa máy, cắt cả hai mặt của gỗ để tạo thành hình yên ngựa. Sau đó đục một lỗ ở giữa, kẹp vào vít của móng bằng cần cầu. Tôi đảm bảo bạn có thể hát và nhảy rap trên đó mà không gặp vấn đề gì. Sau đó hai khúc gỗ nữa được mang vào, vẽ dấu sau khi đo chính xác, cưa ra các rãnh tương ứng, chúng sẽ khớp với nhau một cách hoàn hảo. Cấu trúc này khác với các bức tranh khắc gỗ trước đây. Cấu trúc yên xe được đặt tên như vậy vì hình dáng của nó giống với một chiếc yên ngựa. Nó giữ được độ dày của gỗ nhiều hơn so với các cạnh khắc gỗ. Anh chọn những khúc gỗ có kích thước nhỏ để làm phần đế gỗ bên trong. Chúng ta hãy cổ vũ anh ấy, vẫn không có vấn đề gì. Để đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các bức tường, anh ta đào một rãnh dài trong khúc gỗ, mục len truyền thống phủ đầy rêu và Nick khó tính đều đã bị thay thế bằng miếng bọt biển. Nó được đảm bảo tuyệt đối rằng ngôi nhà sẽ không bị rò rỉ dù chỉ một chút. Nếu một chiếc cần cầu nặng vài nghìn cây di gỗ, nó hoàn toàn không thể so sánh được với nhân lực. Ghép lại cẩn thận, sau khi được Nick đánh bóng cẩn thận, đảm bảo sai số bề mặt tiếp xúc không vượt quá 1 mm. Bước tiếp theo là làm lại các bức tường của ngôi nhà. Mặc dù nó có vẻ đơn giản, nhưng đằng sau đó là vô số mồ hôi và cả máu. Bận rộn từ xuân sang hè, tường nhà chỉ hơn 2 mét. Khi những bức tường ngày càng cao hơn, rất nhiều công việc không còn có thể được hoàn thành bởi một người. Vì vậy Nick đã mời anh trai mình giúp đỡ. Với sự giúp sức của em trai mình, tốc độ xây dựng đã được cải thiện đáng kể để thuận tiện cho việc thi công tầng 2 nhà gỗ. Hai người đã xây dựng một nền tảng tạm thời, dùng để đựng gỗ. Thật là một ngày bận rộn, chỉ cần đặt tất cả số gỗ cần thiết lên bệ. Nhìn anh tôi vui vẻ khi hoàn thành công việc, tôi không thể không ôm anh ấy. Chiều cao này bây giờ, rõ ràng là cần cầu trước đây, không còn đủ điều kiện cho công việc của mình. Nhưng gỗ tái chế cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác. Lưu trữ gỗ trên nền tảng, tất cả được chuyển lên nóc nhà làm xà nhà, được kết nối thông qua cấu trúc của mục len. Đến đây, phần khung tầng 1 của ngôi nhà đã hoàn thành. Hãy nhìn vào sự va chạm giữa chi tiết và độ nhám này, nhưng nó mang đến cho con người một vẻ đẹp đặc biệt. Để thuận tiện cho việc xây dựng ngôi nhà sau này, Nick ngẫu nhiên làm một chiếc thang gỗ, một chiếc xe chở ván gỗ khác được đưa đến để che tầng 1 của ngôi nhà.
Với sự hỗ trợ của ván gỗ, anh không phải lo lắng về việc xây dựng tiếp theo nữa. Thận trọng, anh không quên mang theo một ít thép cây, khoan xuyên tường, làm cốt thép cho ngôi nhà. Sự xuất hiện của Tuyết Giày nhắc nhở Nick, anh ấy bận cả năm rồi, đã đến lúc đưa anh em đi nghỉ ngơi thư giãn rồi. Sau khi trở về, cả hai định mở cửa vào nhà. Chỉ cần làm theo hình dạng của bảng và chỉ cần cắt nó. Rõ ràng là kinh nghiệm năm nay đã cho phép em trai tôi đứng một mình. Sau đó, họ sẽ dựng hai trụ đỡ cho phần mái hiên. Cột nặng phải có khung để chống chìm, trụ xi măng và xi măng khác sau khi đông đặc, sử dụng máy khoan điện để lắp hai ốc vít vào lỗ mở. Xem xét tầm quan trọng của cột chịu lực, Nick chọn cây vân sam 150 tuổi đã bị đốn hạ trước đó. Sử dụng thiết bị zip line để kẹp gỗ vào đáy xà nhà. Thật vui khi được làm việc dưới khung cảnh đẹp như vậy. Một cột chịu lực tuyệt vời như vậy, cảm giác an toàn cũng được thỏa mãn trực tiếp. Tiếp theo, bắt đầu chuẩn bị thi công mái nhà. Tôi đã cùng anh trai tôi di chuyển hai khúc gỗ, cắt bằng cưa xích và để chúng tiếp xúc gần. Sau đó dùng mũi khoan xoắn khai mở kinh nhâm du, lắp vít sao cho chúng không bao giờ bị tách rời. Sau đó cột đỡ được lắp đặt bằng kết cấu mộng và mộng. Nó vẫn được cố định chắc chắn bằng ốc vít. Sau đó bạn có thể sắp xếp để lắp dầm. Những chùm tia khổng lồ nằm ngoài tầm với của con người. Chúng ta chỉ có thể bố trí một chiếc máy kéo để làm việc đó. Cố định dầm bằng xích sắt. Nick hóm hình cũng làm một slide ngăn chặn chùm tia đi lạc trong quá trình di chuyển lên trên. Phải mất một thời gian dài để sắp xếp các dầm tại chỗ. Cuối cùng được gia cố bằng cốt thép. Nhưng nhìn thành phẩm, bao công sức cũng không hề uổng phí. Trong những ngày tiếp theo, hai anh em đã và đang lặp lại việc làm dầm. Chỉ riêng việc xây dựng 4 cây sàn này đã mất hơn 10 ngày. Các tấm gỗ được sử dụng để gia cố khoảng trống giữa các dầm. Xét cho cùng, dầm là phần quan trọng nhất của ngôi nhà. Nhìn lại thành quả hơn 10 ngày làm việc, cảm giác thành tựu này cũng khó diễn tả. Nick bắt đầu làm việc vào sáng sớm hôm sau, nhưng hôm nay đã có gia đình đến thăm, anh ấy cũng rất có động lực. Dù đi làm rất mệt nhưng tôi vẫn nhìn con gái yêu dấu của mình. Mọi lo lắng tan biến, hôm nay tôi sẽ buộc nhà. Thông số kỹ thuật của chiếc cà vạt của Nick hơi cao. Mặc dù tương lai anh tôi sẽ sống ở đó nhưng đừng lo lắng. Nhưng nó cũng mang lại một số khó khăn cho việc sắp xếp. Nếu không cẩn thận có nguy cơ bị ợ hơi, nhưng với trải nghiệm đầu tiên, việc xây dựng sau đó cũng nhanh hơn nhiều. Việc xây dựng cổ áo lần lượt được hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu lắp đặt mái nhà. Gia đình Nick đồng loạt làm việc với tốc độ rất nhanh. Chỉ là việc mang thức ăn cho chó này khiến tôi hơi e ngại. Ngay cả Nick cũng không ngờ rằng bạn gái anh lại có tài mộc. Một nửa Nick đã hoàn thành trong thời gian ngắn. Tiếp theo chúng ta cần trải bạt trước. Độ dốc 45 độ vẫn khá thử thách, nhưng trước mặt bạn gái, Nick cũng nửa vời. Sau khi xây dựng các bảng quan sát còn lại, phần còn lại của tấm bạt, đó cũng là sự hợp tác ngọt ngào của cả hai. Tất cả đã sớm hoàn thành. Công việc còn lại, Nick không thể chịu đựng được khi thấy bạn gái mình tiếp tục làm việc chăm chỉ. Anh gọi người anh tốt của mình ra làm phụ. Với vài tấm ván cuối cùng được đặt, ngôi nhà gỗ cuối cùng đã được lợp mái xong. Sau đó anh ấy định lắp khung cửa sổ vào ngôi nhà gỗ, khắc một rãnh trên tường và dầm, chèn gỗ hình vuông đã cắt vào đó, tạo một số cây cột giống hệt nhau theo cách tương tự. Sửa một số phân vùng bên, chỉ cần nhìn vào tay nghề mộc của Nick và Mai thôi đã khiến tôi rơi nước mắt. Đặt vị trí cửa sổ, bắt đầu thêm các đường nối vào bức tường này, hai khung cửa sổ nhỏ cũng được để lại phía trên tấm gỗ, dùng để tăng độ sáng cho ngôi nhà. Phủ một lớp chống thấm lên lớp ngoài của ván gỗ, Nick bắt đầu làm khung cửa sổ. Mỗi bảng phải được anh ta đo chính xác, đảm bảo khung cửa sổ vừa khít. Nhân tiện anh đã giao cho con trai một số công việc mộc. Anh không muốn con trai mình ngồi chơi không? Những cửa sổ như vậy khiến anh cảm thấy ánh sáng không được tốt cho lắm. Vì vậy, anh đã thiết kế mặt còn lại trông giống như một cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Từ bây giờ hãy cùng tắm nắng trên tầng 2 nhé, ngắm phong cảnh cũng hay. Tiếp theo, Nick sẽ tự mình thư giãn. Anh xách giỏ đi hái một bông hoa nhỏ. Loài hoa nhỏ này ở địa phương được gọi là trà thảo mộc. Thứ này lần đầu tôi được thấy, nó được gọi là gì? Sau đó anh dẫn con gái đi đòi lại một mảnh đất hoang. Anh ấy sẽ xây dựng một vườn rau ở đây. Cô con gái 5 tuổi của anh cũng thừa hưởng khả năng thực hành của anh. Bà lắc lư đẩy chiếc xe đẩy, rắc một ít hạt giống cây trồng và khoai tây. Cả gia đình cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cuối cùng rào vườn rau, ngăn chặn thú dữ xâm nhập làm hỏng thành quả. Cuộc sống như vậy thật đáng mơ ước. Vô tình cuối thu đã đến, anh ấy phải làm vậy trước khi mùa đông đến. Hoàn thiện việc niêm phong ngôi nhà, Nick không muốn làm việc trong môi trường nhiều gió lùa. Cải thiện một số chi tiết, cửa sổ tùy chỉnh cũng đã được chuyển đến nhà. Cửa kính để lần lượt đưa chúng đến nơi cần đến. Anh dự định cách nhiệt các bức tường của cửa sổ. Hiệu ứng cách nhiệt này là tuyệt vời và có thể chịu được nhiệt độ cao 1-200 độ. Chỉ là giá cả cũng không hề rẻ, khoảng 500.000 một cân. Tất nhiên, sàn ở tầng 1 cũng phải được cách nhiệt. Làm bằng tay, sàn gỗ vân sam chủ yếu có màu xanh lá cây, trải lớp cách nhiệt. Việc lắp đặt sàn nhà mãi đến sáng sớm hôm sau mới hoàn thành. Đêm qua tuyết rơi rất nhiều. Hôm nay đi nghỉ cùng gia đình, sau khi trở về em trai anh lại bị bắt và bị biến thành cu li. Tiếp xúc lâu với gió và nắng, bề mặt gỗ đã bị oxy hóa chuyển sang màu đen, chỉ có thể trà nhám bề mặt gỗ, thoa thêm một lớp dầu sáp gỗ. Vẻ đẹp đơn giản này trực tiếp làm hài lòng. Bây giờ anh đã mua cả ngọn núi, chúng ta phải tận dụng tối đa lợi thế này. Cây vân sam phát triển chậm, vì vậy kết cấu cực kỳ cứng và không dễ bị biến dạng. Đồng thời rất nhẹ, nó là một vật liệu hiếm để làm sàn. Nick cũng đã suy nghĩ rất nhiều về khả năng cách nhiệt của mái nhà. Đầu tiên xây dựng khung bằng dày gỗ, đổ đầy len đá, sau đó bố trí các ống nước để sưởi ấm mạnh, cuối cùng bịt kín bằng bạt và ván gỗ. Thực hiện theo các hoạt động này, vợ con anh chắc chắn sẽ phải tham gia cùng. Để tránh lãng phí không gian, Nick đang có kế hoạch biến tầng 2 thành 3 phòng ngủ và một phòng khách. Phòng trên cùng dùng làm phòng ngủ dành riêng cho con gái nhỏ. Hãy nhìn vào sự khéo léo này, có ít nhất 2 năm rưỡi anh bôn ba trên thị trường. Kết nối nhiều khúc gỗ bằng cấu trúc mộng và mộng, dùng hai miếng bột gỗ hình vuông để tách chúng ra. Tầng trên được lợp bằng ván vân sam dày, một căn phòng dành riêng cho con gái nhỏ. Tất nhiên chúng tôi muốn anh ấy cảm thấy có động lực. Tôi rất thích phương pháp giáo dục nước ngoài này,
nuôi dưỡng tính tự lập cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ. Hãy để tụi nhỏ trở thành một cá nhân tự tin và độc lập. Một khi mái nhà được lợp bằng ván gỗ, đây sẽ là bến đỗ ấm áp của anh. Mái nhà cũng cần được lát một lớp ngói, bắt chéo các dải gỗ theo chiều ngang và chiều dọc để làm một số dải gạch treo. Chiều cao này khiến tôi hoảng hồn khi nhìn qua màn hình. Sau đó anh mang mấy viên ngói thép màu đặt trên nóc nhà, vẻ ngoài của gạch già cũng rất phù hợp với ngôi nhà gỗ. Có lẽ do ánh sáng chưa tốt, Nick mở ba cửa sổ mới ở tầng 1, cưỡi lừa đưa gia đình đi mua cửa sổ mới, nóng lòng muốn bắt đầu cài đặt ngay lập tức. Loại cửa sổ hai lớp này, mặc dù đắt tiền nhưng hiệu quả thực sự khiến bạn hài lòng. Bên ngoài ngôi nhà cũng được phủ một lớp ván vân sam. Nó không chỉ làm nổi bật vẻ kiêu sa mà còn có thể dùng để tăng thêm thẩm mỹ. Thoa thêm một lớp dầu sáp gỗ, nó trông giống như vậy. Vợ anh cũng không thể chịu nổi khi thấy Nick làm việc chăm chỉ như vậy. Cô cũng đang giúp dát các bức tường bằng ván gỗ, cùng nhau lên kế hoạch cho một ngôi nhà nhỏ trong tương lai, di chuyển theo cùng một hướng. Nick quay lại và nhìn chằm chằm vào rễ cây trong sân một lần nữa. Đầu tiên, anh cho mọi người thấy kỹ năng phóng rìu của mình. Sau đó anh ta nhặt chiếc rìu lên và bắt đầu chặt rễ cây, làm sạch bụi bẩn bên trong, sử dụng cưa xích để làm gọn hình dạng, sau đó bóc vỏ và tỉa bớt một ít, nó trở nên gọn gàng hơn. Anh ấy muốn dùng rễ cây làm góc cầu thang, đầu tiên làm một khung gỗ chắc chắn từ gỗ vân sam, cố định khung vào rễ cây, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng Nick leo lên bậc thang. Nhưng tai nạn luôn xảy ra vào thời điểm này. Mông của người này nằm trên mặt đất, gần như làm gãy thắt lưng của Nick. Có vẻ như việc sản xuất cầu thang phải được đẩy nhanh hơn, được dát bằng kính cường lực dày. Nhưng tôi nghĩ cái nhìn này, đổi bàn mặt trực là đích đến cuối cùng của anh. Dùng hai khúc gỗ để đỡ cầu thang, sàn dát rãnh, sau đó tôi làm một số tấm ván từ gỗ vân sam, trải bằng dầu sáp gỗ để đánh bóng cẩn thận, lần lượt mắc vào các khe hở của cột chịu lực. Ngày hôm sau, anh vào rừng đào một gốc cây, cắt bỏ hai phần và đưa chúng trở lại để xử lý, được sử dụng làm hai bậc dưới cùng của cầu thang. Cuối cùng, một số thân cây được đánh bóng để làm tay vịn cầu thang. Làm một số đồ trang trí đơn giản, một cầu thang xịn sò được hoàn thiện. Ngày mai sẽ là lần đầu tiên gia đình đón Giáng sinh tại cabin. Anh đã làm một cây thông Giáng sinh với con gái. Khung cảnh vui tươi khiến người ta rất ghen tị sau khi xem. Để kết thúc này, Nick còn dùng siêu năng lực của mình để mua một chiếc lò sưởi. Bước tiếp theo là lắp đặt ống khói lò sưởi, đặt một miếng vải lên trên để ngăn gỗ vụn bay xung quanh. Dùng cưa xích để đào lỗ trên tường, kết nối các ống khói theo thứ tự. Đêm, gia đình bạn có thể trải qua một đêm Giáng sinh ấm áp. Những đứa trẻ tò mò tụ tập quanh bố, nhìn anh đốt lò sưởi, gia đình vui vẻ bên lò sưởi, cảm nhận sự ấm áp thuộc về họ. Nick hạnh phúc, anh đưa gia đình đi đốt pháo hoa trước cửa, mừng lễ Giáng sinh nhưng cũng mừng sự ra đời của ngôi nhà mới. Không được ăn gà tây ở nhà mới vào dịp Giáng sinh. Nick cũng khá tiếc về điều này, bắt đầu chuẩn bị xây dựng căn bếp vào ngày hôm sau. Nối đơn giản, cột ngoài bếp, bồn rửa tùy chỉnh cũng đã được chuyển đến, đã thử cài đặt và kích thước vừa phải. Anh ấy không tiếp tục sử dụng gỗ vân sam cho mặt bàn bếp nữa. Thay vào đó, chọn vài miếng gỗ óc chó lớn, sử dụng máy khoan điện để khoan một số lỗ trên bảng, kết nối bằng tấm thép dày, cắt góc hai thớt cho phép tiếp xúc gần, lấy vị trí bếp gaza và chìm ở giữa, đánh bóng lại, cuối cùng bôi dầu sáp gỗ lên để làm nổi bật màu sắc thật của gỗ. Có thể lắp đặt bồn rửa và bếp ga, so với quả óc chó vân sơn, màu sắc ấm hơn, kết cấu tinh tế hơn, tất nhiên giá cũng rất cao. Tuy nhiên, sản phẩm hoàn thiện trông rất đáng giá.